Hello bà Điếc, phải không? Hello, khỏe re. Yo. Trời. Hợp lý, dứt. Tốt hai. Tốt. Wow. Quá đỉnh. Tôi là Thi Freestyle. Chào anh em. Tại là mình đang có mặt ở sân Sang Trọng Arena Hóc Môn. Nay được dịp đi đến tận Hóc Môn đá sân của người em. Ngồi trong kia kìa. Người em tên Trọng, đá bên đội Tân Bình. 2 sân 7. Tổng cộng là 6 sân 5 ở Hóc Môn. Đây là đường Lê Thị Lơ. Đây còn đang chảy cao su nè, sắp hoàn tất. Lúc mình quay clip này thì sân chưa hoàn thiện 100%. Tới cái khúc mà up cái clip này lên kênh YouTube của mình thì sân đã hoàn thiện và đã tổ chức khai trương rất là hoành tráng nha anh em. Còn bên này coi như sâu nè. Đá sân này, đối thủ bên kia. Rồi mình thì đang ngồi trong kia. Một buổi chiều yên bình tại Hóc Môn. Trên đây đường vắng, không chạy xe. Nhưng mà có đoạn Cộng Hòa, Trường Chinh đi lên đây đông dã man. Đi 14 cây số từ nhà mình lên tới đây. Xa. Mà nghe nói hôm nay đội đối thủ cũng mạnh nữa. Thôi, thay đồ cái. Có canteen khá đẹp đây. Lúc này thì chưa có gắn cái bảng hiệu luôn. Giờ thì đã có bảng hiệu lung linh rồi nha anh em ơi. À quên nữa, Phú Ngựa, huấn luyện viên của đội An Biên FC, và Phạm Đức Hòa, hay còn gọi là Hòa Điếc á, tuyển thủ Futsal Việt Nam, cũng là cổ đông lớn làm nên sân bóng này nha anh em. Đã đặt chân lên trên thảm cỏ. Một buổi chiều tím tím ở đây cùng với chiếc áo màu xanh nữa. Bữa giờ mà áo xanh không đó, thay đồ rồi. À Dũng, anh thấy em dạo này em lên 20 kg so với cái đợt em đá giải Tết đúng không? Em lên có 8 kg. 8 kg à? Đợt đá giải Tết với anh nè. Trời, lúc đó thon gọn lắm mà sao giờ em nhìn cậu bánh tét trong người anh ơi. Chắc giờ cậu bánh tét trong người cậu vẫn trời ơi. Tết sắp qua hết rồi vẫn còn bánh tét nữa. Hello bà Điếc, phải không? Khỏe re. Cầu thủ Phạm Đức Hòa, sinh năm 1991, hiện tại đang thi đấu cho câu lạc bộ Thái Sơn Nam. Vị trí sở trường ala. Nghe nói là nhà bà nữ cháy rạp hả của anh? Cháy tới giờ vẫn còn cháy. Tới giờ vẫn cháy hả? Ghê hả? Đây là lời nói có sách mách có chứng luôn đó nha. Của anh quản lý rạp CGV. Thăng heo. Hôm nay Tân Bình FC đi được có 5 cầu thôi, còn lại là quân của Sang Trọng nha anh em. Ok. Rồi thôi, đeo camera vô quất. Hướng trở về hơi bí, ngoài biên thì có người hỗ trợ. Chết tôi. Ở đây thì có hai phương án, thả khe ở giữa hoặc là đưa bóng bổng cho tiền đạo. Thôi qua anh ơi. Một đường tạt bóng suýt tí nữa đi vào góc A. Nãy giờ đội bạn tổ chức pressing cao thiệt. Tiếp tục điều hướng ra biên cho an toàn nào. Che hướng trước mặt đối thủ, làm giảm nhịp độ trận đấu và không cho dứt điểm. Không sao. City trúng cái camera. Hiện tại thì mình đang nắm giữ cánh phải, cánh trái bàn giao cho Hòa Điếc. Chỉ cần một động tác giả của Hòa Điếc, hai cầu thủ đội bạn gãy hết. Hay quá vậy. Đúng là Hòa Điếc có khác. Trời ơi, đỡ cho dư á. 4 người ở trên này, vậy ở nhà chỉ còn có 2. Mở hết công lực để lui về nào. Rồi.
Và đây là bài di chuyển đá phạt góc khá hay của hai bạn trẻ đội Sang Trọng. Ôi! Chà chà, số 10 khá thoáng, áp sát nhanh kẻo trễ. Tiền đạo số 19 đang rất trống trải, chuyền ngay đi thằng heo ơi. Yo! Tốt giống. Đứa em của mình vòng 2 hơi quá cỡ, nhưng mà cơ hội đến chân thì không thể nào bỏ lỡ nha anh em. Quá điếc. Quá tốc độ. Té luôn. Ê cha, số 10 không ai theo nè. Canh trả về. Ánh mắt đó đã nói lên tất cả. Thôi kì bơ. Lấy ngực. Nãy giờ anh Thái Thú Môn làm việc khá vất vả rồi nha. Bóng dội chân đồng đội làm cho thủ môn bất ngờ. Xui thôi. Cầu này chân phải nè, che hướng vào giữa. Trời. À dà, cú đá khá bất ngờ và cũng rất hiểm. Với một phần nữa là khung thành cũng khá to, nên đá kiểu đó thì khó đỡ rồi. Cảnh giác cái khe ở giữa. Lại là chân phải, tiếp tục che giữa. À ha, đội bạn chuyền sai địa chỉ, cơ hội phản công đây rồi. Thân heo quyết định xuất xa, nhưng hơi nhẹ rồi, lui về thôi. Ở giữa mất người, bước ra hỗ trợ thôi. Lại là cầu số 6 này, chân phải và che giữa. Hướng thân người đã nói lên ý đồ, pháp. Trung vệ bắt đường chuyền ngang, góc xa thì mở rộng, dứt. Trời. Giờ cứa cái lòng chân phải nên nó xoáy ra ngoài. Pha này mà Chivela thì ngon hơn. Ăn. Tốt. Một cú đá khá ổn bằng chân không thuận của Quốc Anh. Phạt góc nào. Đội bạn cài đè để lấy lỗi, lướt lên lấy, không phập. Không lên.
hợp lý, dứt. Dạ. Thôi Quốc Anh ơi, hôm nay Quốc Anh chịu đá chân trái quá ta, đúng là dân quân khu 7 có khác. Lúc này máy quay hết pin, với mình cũng khá mệt, nên thay ra cho anh em đá. Hôm nay đội bạn vô banh khá mạnh và rác, nhưng có thể đây là lối đá chứ không phải là chủ đích đá xấu nè. Anh em cẩn thận né bớt cho chắc. Đá chi vậy Lai hả? À chuyền cho Quốc Anh được đó. Chị Quốc Anh sút luôn. Yo. Không biết là pha này thăng heo sút luôn hay là chuyền cho Phong Chỉnh ghi bàn nữa. Ai đá trúng chân tôi văng vào hả? Tối Quốc Anh. Không có phạm lỗi và cơ hội 1-1. Yeah. Pha ghi bàn của Nhật Linh cũng là một cầu thủ của Sang Trọng FC. Chết tôi. Không sao. Ôi. Cầu số 12 chủ đích là chuyền, nhưng một pha bỏ bóng rất tốt của cầu thủ số 10 làm gãy luôn thủ môn. Ôi. Một pha phá bóng suýt phản lưới nhà. Trời. Pha cắt bóng tốt của Quốc Anh. Chết tôi. Hello em. Hello. Chừng nào vô? Cái lên cho chúng hô đi. Tí hả? Dạ. Chủ sân chờ lâu quá vậy. Chủ sân vô đi chứ. Ủa mà sao là đặt Sang Trọng Arena vậy? Mà không phải là Sang Trọng Stadium hay là sân vận động Sang Trọng mà đặt Sang Trọng Arena. Arena là một từ gọi là đẹp đẽ hay không? May mắn. Dạ. Từ sang trọng á. Ừ, đúng rồi, từ arena dành cho chữ sang trọng á, đúng rồi. Hợp lý. Chết tôi. Chuyện chơi banh chết thiệt chứ. Ừ. May quá. Hên là hôm nay mấy anh em Tân Bình được bổ sung các cầu của Sang Trọng nha. Nếu không là được dịp ăn hành ở Hóc Môn rồi. Bên này, bên ok, ok. Rồi, chào anh luôn, không sao rồi, đá đi. Được không phi? Rồi lấy. Tốt quá. Chết tôi. Hay quá. Đúng rồi. Ôi. Chuyện ngon nhanh, chuyện ngon nhanh đi em, cho tao dí vô giữa. Rồi bim. Đúng rồi. Hay quá. Bên trái. Cột 2. Tốt. Wow. Quá đỉnh. Tốt á. Một siêu phẩm ngay góc A của Phong Trịnh. Một tài năng trẻ quá xuất sắc của Sang Trọng FC. Người ta đá khe là thủ môn mình ra liền, đừng có lo sau lưng. Đó, ra luôn. Đúng rồi. Ô. Tốt kiếp bơ. Đó, dậu. Hai pha cản phá liên tiếp của anh Thái thủ môn. Trời ơi, qua luôn. Tốt, ok. Đi lên em. Qua điếc. Bên phải chống, bên phải chống. Hay vậy. Ăn luôn, sút. Tốt em. Trời ơi, ngay cột. Cú đá quá hay, nhưng lại quá xui. Rồi, ăn luôn. Dứt. Trời ơi con. Trời ơi. Trái này thủ môn slide hay rồi. Chỉ có dứt qua thì mới ăn được thôi. Xếp tụi ta đi cho khỏe. Đúng rồi. Tụi này bước lên đây, bước lên. Đến. Rồi ăn. Cửa lòng. Chivilla, trời ơi. Tụi này giúp ơi, tới rồi. Pha Chivilla rất hay của Huỳnh Dũng, nhưng bóng hơi cao. 4 người. Chuyện gì chết. Tới xuống lưng.
Mày ra luôn em, xe luôn, cậu bồi, xe. Quanh ra đi, quanh. Ok. Một pha đột phá rất hay của Hòa Điếc, đem về cho anh ấy 30k. Cầu thủ nặng ký nhất sân bóng này đã vào sân. Tốt rồi, trọng đá đi nào cấp. Ôi, giờ không chạy đi, đi bộ mà chạy. Đây là Đỗ Minh Trọng, sinh năm 1994, chủ sân Sang Trọng Arena và cũng là chủ tịch của đội Sang Trọng FC. Đẩy lên, 4 người ở dưới rồi, đẩy lên. Đẩy lên em sát. Tiếc là cuối hiệp 1 em nó mới vô sân, nên Trọng nó chưa kịp để là dấu ấn gì thì đã hết giờ. Trận banh ngày hôm nay khá dài và nhiều tình huống, tại vì ngoài cái việc quay BV mình quay thêm một cái góc cam ở ngoài nữa, nên mình sẽ quyết định chia này thành 2 tập, mỗi tập dài 17-18 phút thôi. Hẹn anh em ở hiệp 2 trong video clip tiếp theo nha. Như thường lệ, anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh, đón chờ các clip mình trong thời gian sắp tới nữa nha. Mình là Phạm Trọng Thi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!